cái gì khó quá thì mình bỏ qua, còn cái gì dễ thì mình cố gắng phát huy, phấn đấu. Đôi khi một chai nước hoa chưa chắc đã ngon ở mùi, nhưng mà thiết kế đẹp, vòi xịt xịn thì có khi lại được đón chợ và lại còn ngon hơn là những chai nước hoa mùi ngon nhưng mà xịt thì như đài giặt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng khi mà mình nói đến vòi chắc chắn là các bạn cũng sẽ nghĩ đến ở trong đầu. Đó chính là Rain R2B2 AI, một trong những chai nước hoa hot cách đây khoảng tầm 3-4 tháng. Và đến thời điểm hiện tại thì tôi thấy con này cũng không được nhắc tới quá nhiều. Nhưng mà hãy cùng mình tìm hiểu qua về mùi hương của em nó nhé. Đầu tiên thì có một vài điều khá là hay ho khi mà mình tìm hiểu qua thương hiệu Rain này. Đây, thương hiệu Rain nó in hình ở đây. Thương hiệu này nếu mà ông nào chơi nước hoa lâu thì chắc chắn đã từng nghe tới chai nước hoa sách nâu đúng không? Thì chai nước hoa sách nâu cùng một vài quyển sách khác, sách trắng rồi sách đỏ thì cũng thuộc thương hiệu Rain này. Đây là một thương hiệu của Pháp, nó cũng ra đời một cái thời gian khá lâu rồi. Và bên cạnh đó, trong cái quá trình mà mình tìm hiểu những sản phẩm của nhà nước hoa Rain thì mình thấy rằng là nó còn có vài thiết kế trông khá là hay ho. Thí dụ như kiểu hình cái bàn tay trông cũng rất là thú vị, nhưng mà tôi thấy cái thiết kế đa phần đều khá là hợp với phong cách hiện đại, trẻ trung của giới trẻ, không phù hợp với những anh chàng mà mua nước hoa xong rồi kiểu bày theo cái kiểu tủ tiếc các thứ như nhà tôi thì có vẻ không hợp cho lắm. Và đây là R2B2. Bộ này thì còn có vài mùi khác. Ở trên kệ mình thì đang có một cái chai màu trắng, đó là Interstellar. Và mình cũng đã thử qua tất cả mùi hương của nhà này rồi, nhưng đây là mùi hương mà mình đánh giá cao nhất của thương hiệu này. Các bạn cũng có thể nhìn thấy cái thiết kế của em nó trông cũng rất là bắt mắt. Đó chính là một hình của một phi hành gia, với cái phần thân cũng như là cái phần đầu trông khá là giống những cái mũ bảo hiểm. Tôi cũng là một fan của thiên văn học và tôi rất thích xem bộ phim Interstellar. Đó cũng là cái lý do mà tôi giữ chai Interstellar lại, mặc dù nó không phải hợp gu của tôi. Và chai nước hoa này thì nó sẽ có cái phần nắp khá là chặt, giữ được như này. Đấy, với cái phần đầu này thì các bạn hoàn toàn có thể giữ được nhầy, các bạn không lo sợ rơi. Và nó có cái nấc khi mỗi khi các bạn ấn vào và nó hít rất là chặt chẽ. Cái tiếp theo ở em này đó chính là chúng ta biết tới về cơ chế vòi xịt đúng không? Riêng cái vòi xịt của chai nước hoa này các bạn cũng có thể thấy rằng là nó có những cái điểm khác biệt rất rõ so với một vài chai nước hoa khác. Để mình lấy ở đây, ví dụ như ở con Sunday Mood nhá. Đấy, riêng cái phần đầu vòi hai con thôi là các bạn cũng đã thể thấy rằng là đây mình dí sát vào nhá. Cái phần tia xịt nó nhìn là khác nhau. Thì tôi sẽ quay một vài cái B-roll để cho các bạn có thể nhìn thấy. Còn về cái phần vòi này thì chúng ta biết rằng là vòi nó phun sương đây. Đó, không biết các bạn nhìn thấy không? À, cam này nhá. Trông nó phun sương rất là xịn sò ấy. Cảm giác nó mịn, nhưng mà cái độ tỏa của con này cảm giác tôi thấy cái độ tỏa của cái vòi nó hơi bé so với những cái vòi của những chai thông dụng khác. Thế nên là cái này thì các bạn sẽ trong quá trình sử dụng các bạn sẽ tùy xem là mùi hương nào thì các bạn xịt cũng như là cái thời tiết như thế nào cho nó hợp lý. Đấy, địa điểm duy nhất là ấn tượng đó chính là thiết kế một phi hành gia cũng như là cái vần vòi xịt rất đẹp. Chấm điểm riêng mặt thiết kế thôi là 10 điểm. Tuyệt vời. Cái tiếp tới mà chúng ta sẽ nói ở đây đó chính là về phần mùi hương. Vâng, chính xác là về phần mùi hương. Mùi hương này thì chắc chắn nó sẽ là một cái tông mùi hiện đại rồi. Tại vì chúng ta nhìn thấy thiết kế trông rất là hay như đội mình đã giải thích. Và cái vai mùi của nó như thế nào thì khi mà mình vừa mới xịt ra ở đây rồi. Đây các bạn vừa xịt nó vẫn đang ướt ở trên chân mình. Thì cái mùi hương này ra một cái vai mùi nước táo cực kỳ rõ rệt. Nước táo ngọt. Nếu như bạn nào mà uống những cái nước táo của Refresh rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi hương của em này nó lên đậm chất mùi nước táo. Có thể nó sẽ làm bạn nhớ một chút tới YSL YDP, như là một cái phiên bản tối hơn và ngọt đậm nước táo mà theo cái kiểu hơi sệt sệt kiểu đặc nhiều hơn. Đó, không giống YSL YDP xịt ra nó khá là sáng và có cả bạc hà nữa nên là nó mát hơn. Với em này thì nó lại có cái độ ngọt và độ đặc sệt rõ rệt hơn. Thì đấy là cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cái mùi hương này nó vừa mới ra khỏi vòi, hay là kể cả nó chạm lên da của mình khi mà mình mặc nó những ngày lần đầu tiên. Nhưng mà đúng thật là mùi nước táo cực kỳ ngọt, rất là rõ rệt. Và cái vai mùi này nó sẽ dành cho những anh em nào thích cái mùi ngọt, đặc biệt là ngoài giống YSL, giống Eros với những cái mùi táo khác
thì các bạn sẽ thích, rất rất thích con này. Con này thì có nhiều người cũng có nói rằng là nó sẽ làm mùi có phần giống với chai Rasashi. Đấy, cái con Rasashi Hawat ấy, mình đã từng nói, nhưng con này cảm nhận của mình thấy là nó ngọt nhiều hơn và nó sử dụng được mùa một đông lạnh nhiều hơn so với con Rasashi Hawat. Ở cái phần giữa của mùi hương này, khi mà mùi hương này dry down ở trên da thì các bạn cũng sẽ thấy nó có sự khác biệt. Đó là cái bay mùi nó sẽ cảm giác nó khô lại dần. Cái nước táo ở đây nó giống như kiểu các bạn đổ ủ cả một cái gì nhỉ? Người ta hay gọi là ở cái hộp nước ép áo vào da, và khi mà nó khô ở trên da các bạn không lau, các bạn để nó khô tự nhiên thì nó có một cái cảm giác hơi dính dính nhẹ. Và ở đây thì mình nhận thấy cái tông mùi của lavender cũng xuất hiện, nó làm cho cái mùi hương đẩy nhanh cái quá trình khô bột lên. Nhưng mà cái nét chủ điểm của cái nước ép táo nó vẫn sẽ xuất hiện từ đầu tới cuối, và mới đầu thì nó tươi, về sau thì nó khô, nó bột hơn một xíu. Nhưng mà với mình thì cái sự thay đổi đấy nó không quá rõ rệt và vẫn chủ điểm là nước ép táo xuyên suốt thôi. Đó, và về sau thì cũng không quá nhiều vanilla hay là những cái nốt hương khác, mà chủ điểm nó vẫn là nước ép táo thì dễ, cực kỳ dễ hình dung luôn. Và mùi hương này thì cá nhân mình thấy rằng là nó khá là nịnh mũi ở cái phần top note và kể cả cái phần dry down về sau. Các bạn có thể yên tâm rằng nếu như các bạn thích nó ở cái lần xịt đầu tiên thì các bạn chắc chắn sẽ thích nó về lâu về dài. Một cái mùi kiểu ăn tiền một đập ăn quan. Nhà này thì như vậy đã giới thiệu là có cả con sách nâu, cũng là một trong những con rất hot của Puhavan của Thuy Mugler, một mùi thuốc lá mật ong hay người ta so sánh với cả na sốt cơ. Thì bữa nào có dịp thì mình cũng sẽ nói về con đấy sau. Hôm nay sẽ chỉ nói về nhân vật chính ngày này thôi. Vậy thì mùi hương của nó sẽ có một cái hiệu năng như thế nào với một cái mùi nước ép táo ngọt? Thì R2B2AI ở trên da mình lưu được khoảng tầm 8 giờ, 7 đến 8 giờ là hoàn toàn thừa sức. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy nó ở trên da mặc dù các bạn đã mặc nó 5 tiếng. Đó. Cái thứ hai đó là nếu như các bạn một xịt thì mình đảm bảo trong vòng 3 tiếng các bạn luôn luôn ngửi thấy mùi nó tỏa khá là tốt. Mình có xịt mùi hương này hai shot ở trên da cùng một chỗ. Và rồi mình đi khắp nhà, xong rồi cả nhà mình thơm toàn mùi của R2B2AI thôi. Và cái độ tỏa hương của nó thì mình nghĩ rằng là đâu đó khoảng tầm hơn nửa cánh tay đến một cánh tay. Thì đánh giá xếp loại R2B2AI của nhà Range, nó là một trong những mùi hương có độ bám tỏa rất rất tốt, dành cho những anh em nào có cái nhu cầu kiểu thích một cái mùi có hiệu năng tốt, thu hút nổi bật và lưu tốt, thì đây là một trong những lựa chọn mà anh em có thể tham khảo với một cái giá thành khá rẻ. Quá tuyệt vời như vậy, thế thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với những anh chàng như thế nào? Đương nhiên là với một cái mùi ngọt, đúng không? Rất là trẻ trung, có hiệu năng rất rất tốt, thu hút, thì mùi hương này nó sẽ có cái nét tương đồng với Rasashi Hawat, nó sẽ có nét tương đồng với YLP và những cái mùi như là Versace Eros. Thế nên mình nghĩ rằng là ở độ tuổi từ 18 tuổi đổ ra, thậm chí là 17, các bạn có thể mặc được khoảng tầm đến 23-25 tuổi. Nếu như các bạn thích một cái bay mùi ngọt nhưng mà không theo hơi hướng vanilla mà theo hơi hướng trái cây ngọt, thì đây là một trong những con như vậy. Các bạn có thể với cái thời tiết đâu đó mình recommend cho này tầm loanh quanh trên dưới 20 độ. Đấy là cái recommend về phần thời tiết. Đấy, thứ hai đó là về cái cách ăn mặc của các bạn, thì mình nghĩ rằng là AI nó sẽ phù hợp với một cái ăn mặc kiểu basic, kiểu street wear nhiều. Đó, mà các bạn có thể mặc từ quần jean cho đến kể cả những cái quần ống rộng suông, và mặc những cái áo phao dày hay là những cái hoodie như thế này. Đây là lý do mà tôi mặc hoodie. Nên là tôi nghĩ rằng là mùi hương này nó sẽ cực kỳ phù hợp với cái phong cách mà các bạn có thể mặc được hàng ngày. Gần như là tất cả cái phong cách như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể mặc được em nó. Và nó cũng rất là năng động, nó sẽ làm cái tông mùi ngọt có thể gây hấp dẫn, gọi là thu hút bởi những người khác về cái phần hiệu năng của nó. Nhưng mà với mùi này thì mình nghĩ là cái độ bền mùi, có nghĩa là bền so với mũi. Các bạn xịt hai mùi ngọt vanilla cùng với trái cây mà các bạn xịt một thời gian dài thì khả năng là mùi này nó sẽ bền hơn, các bạn sẽ đỡ bị cái cảm giác chán ngấy hơn so với một cái tông mùi vanilla quá ngọt đậm như là Le Male Elixir hay là kiểu Scandal của nhà Jean Paul Gaultier. Các bạn mặc thường xuyên thì các bạn sẽ nhanh chán, nhưng mà với em này thì mình nghĩ là nó khá là đa dụng dành cho cái thời tiết lanh quanh tầm đâu đó 20 độ, kiểu có thể nói là mùa đông
ở Hà Nội và với một độ tuổi rất là trẻ trung và thu hút thì các bạn hoàn toàn có thể mặc em đó. Nhìn cái style thôi, kiểu phi hành gia xong rồi làm nước hoa hết các thứ là các bạn có thể hình dung được phong cách rất là năng động rồi. Đó. Và nhà này á, bày ở trên kệ hay là các bạn mang chụp ảnh, các bạn mang quay clip làm content ở trên các nền tảng kiểu YouTube và TikTok ấy, thì đôi khi nó còn cực kỳ là bắt mắt ấy. Thế là với mình thì mình thấy rằng là nhà cái Line R22 này mình đánh giá khá cao về thiết kế. Mùi thì có tùy mùi, mình sẽ cố gắng làm thêm những mùi khác. Nhờ với AI là mùi mà mình chấm điểm cực kỳ cao và có thể nói rằng là rất là đáng mua trong cái thời điểm hiện tại mùa đông. Giá thành thì cũng rất là dễ chịu nữa. Thế nên là nếu như bạn đã từng dùng qua này thì rất là mong bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới, cũng như là ấn nút like, share, ấn và nút chuông theo dõi nếu thấy video hay. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.